Lần đầu tiên đi ăn sushi băng chuyền ở Nhật sẽ như thế nào? Thiệt là may mắn hết sức có một bé sành ăn dẫn đi. Chứ mà cái kiểu mới qua như mình thì làm gì mà biết mấy cái chỗ này để tới ăn. Đã chớ còn bao la là món, rồi lại còn toàn tiếng Nhật thôi. Kể như chữ Nhật nó biết mình chứ mình không có biết nó. Vô nhìn chữ hồ là bị sang chấn luôn chứ đó mà biết kêu món. Ta nói giờ ngồi ghi âm cho clip nhìn mà thèm xỉu á. Thường là mình có thể lấy món luôn ở trên quầy người ta chạy. Nhưng mà theo cái bé này chỉ là mình nên tự kêu món sẽ tươi và ngon hơn. Đương nhiên là cái thủ tục đầu tiên vô là phải uống miếng matcha cho nó thơm miệng rồi mình bắt đầu mình ăn ngang. Thật sự quá là ngon luôn. Mình không biết diễn tả cái cảm giác nó như thế nào mà chỉ có biết đưa miếng nào vô miệng là gật gù khen ngon miếng đó lia lịa thôi. Như cái miếng sushi cá phô mai này nó tan béo trong miệng. Cái kiểu béo mà nó đầm thắm sâu lắng lạ kỳ lắm kìa. Thậm chí tới mấy cái miếng đơn giản như sushi bắp như vậy thôi mà ăn vô cái vị nó bùng cháy lắm kìa. Ngọt ngọt, béo béo lại thơm thơm. Thề luôn ăn miếng nào là tê tái miếng đó. Càng ăn càng ghiền, không thể nào mà ngừng đũa được luôn. Theo như cái bé dẫn mình đi nói á, quán này là một trong những quán sushi bình dân ngon có tiếng. Phải đặt bàn trước vậy đó chứ mà tới không là phải chờ. Mỗi màu dĩa là mỗi mức giá khác nhau. Nhưng mà lúc đó ra nhiều món quá mình bận chèo lia lịa nên cũng không có để ý là mỗi dĩa nhiêu tiền nữa, cứ thấy là ăn à. Phải công nhận là mấy cái món sushi mà có phô mai bên đây đỉnh cao thật sự. Vị béo nó rất là đặc biệt, không phải là béo ngán, béo ngẫm đâu nha. Mà là cái kiểu béo đầm, béo thấm á. Kể cả sushi cá sống bên đây thì cũng phân loại theo từng khúc của con cá nữa. Mình nghe nói lại vậy đó chứ cũng không rành gì hết trơn. Tự vì cũng mới ló đầu qua mà có người chỉ đi ăn quá ngon là khoái liền. Hồi đầu đưa ra mỗi dĩa hai miếng có chút ép vậy á, mình tưởng không có nhiều. Ai ngờ đâu ăn no cành hông luôn. Tự vì mỗi miếng như vậy đều có một cục cơm bé bé phía dưới mà. Ăn đâu một chục miếng là khoảng chừng cả tô cơm luôn rồi chứ ít hả. Mình ăn cái lần đó là cách đây cũng phải 2 tuần hơn rồi. Tới bây giờ vẫn còn nhung nhớ nhưng mà vẫn chưa biết đường đi ăn lại. Mà quan trọng nhất là cái khúc tính tiền nè. Đi hai người ăn ê hề chỉ tốn khoảng 3 sen thôi. Tính ra tiền Việt là khoảng 600 ngàn đó. Hồi mà ở Việt Nam mình cũng hay đi ăn sushi lắm. Nên mình thấy cái mức giá này là quá ổn áp luôn. Khúc này là trên đường về rồi. Cũng phải ráng làm thêm ly trà sữa đem về vậy nè. Uống thêm vô vậy đó cho nó trọn vẹn một ngày sung sướng. Cứ từ từ theo dõi coi thêm nhiều món ngon nghe.